Trương Giang tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Trấn Thành giữa tin đồn nghỉ chơi. Sự xuất hiện của Trần Giang Trấn Thành đứng chung sân khấu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Vừa qua, đôi bạn thân Trấn Thành Trần Giang đã có dịp hội ngộ chung một sự kiện đình đám. Trấn Thành liên tục nhắc đến Trần Giang và hài hước trêu đùa. Người lô tét như Trần Giang chắc không biết. Trần Giang liền đáp lại, để tình trạng lô tét dừng lại. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu chơi TikTok, thách thức Trấn Thành. Tôi sẽ làm nội dung là tôi làm gì, thì Trấn Thành phải đáp lại y chang như vậy. Ví dụ, Trần Giang nấu bún bò, thì Trấn Thành phải nấu lại một món sợi có nước là phở, hủ tiếu. Còn Giang nấu cơm chiên trứng lóc xoáy, thì Thành phải nấu cơm chiên dương châu. Sau đó cả hai còn bắt tay thân thiết. Cả hai thoải mái tương tác với nhau trên sóng truyền hình. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Trần Giang, Trấn Thành rất tốt đẹp, chứ không bằng mặt không bằng lòng như lời đồn. Khoảnh khắc đôi bạn thân đứng chung sân khấu đã nhanh chóng thu hút quan tâm của công chúng. Trần Giang Trấn Thành được khán giả biết đến là cặp bạn thân trong suốt nhiều năm qua. Vì cả hai đều có chỗ đứng trong làng giải trí Việt, nên thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Trước đó có lần ông xã Nhã Phương thẳng thắn khi chia sẻ về việc liên tục bị so sánh với Trấn Thành. Em với anh Thành từ xưa đến giờ, trong bất kỳ chương trình nào luôn bị so sánh. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu, Thành là sức mạnh, lăn lộn, còn em thì yếu. Khi đi chơi với các em thì nói chọt chỗ này chỗ kia cho vui. Thật ra Thành là một người rất thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh nữa. Em còn lâu mới bằng Trấn Thành, nên mọi người đừng so sánh nữa. Em học mảng MC trên truyền hình rất nhiều từ Trấn Thành. Quý vị nếu xem những chương trình gần đây của em, quý vị sẽ thấy em nói tròn vành đỡ chữ hơn và có sự nhắn nhá, biết nhìn thẳng mắt khán giả xem đài nhiều hơn. Đó là em học từ Trấn Thành.